Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật từ quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Toàn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bay ghế, sự nghiệp hai cậu ấm nhà 3X sẽ ra sao? Tướng Lâm có nhận suất đặc biệt vào tứ trụ. Thưa quý vị, suốt tuần vừa qua, chính trường Việt Nam nóng như lửa đốt với nhiều đồ đoán xoay quanh số phận chính trị của Chủ tịch Võ Văn Thưởng, đương kim Chủ tịch nước. Như vậy Bộ Chính trị đã quyết định kết thúc vai trò của ông Thường và triệu tập kỳ họp Ban chấp hành Trung ương bất thường khóa 13 để thông qua việc này. Vậy ai sẽ thay ông Võ Văn Thường? Đây là một vấn đề mà dư luận đang quan tâm. Chiếu theo các quy định của Đảng, hiện chỉ có hai ứng viên đủ tiêu chuẩn, đó là bà Trương Thị Mai và Đại tướng Tô Lâm. Tuy nhiên nhiều người cho rằng nhà nước Cộng sản chưa có tiền lệ phụ nữ giữ chức chủ tịch nước, nên có lẽ tướng Tô Lâm sẽ là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế này. Nếu để ý, việc chủ tịch thường từ chức đồng nghĩa với việc cánh miền nam đã sạch bóng tứ trụ vậy hai quý tử nhà ba x sẽ ra sao được biết số phận của bộ trưởng nguyễn thanh nghị phụ thuộc vào sức mạnh chính trị của một nhân vật trong tứ trụ trung ương đảng vậy thì ai là người đỡ đầu cho người con út của ông ba x hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây thông thường dư luận chỉ chú ý đến bộ trưởng nguyễn thanh nghị mà ít ai để ý đến nguyễn minh chiết bởi vì cho đến nay nguyễn minh chiết chưa vào được trung ương đảng sự nghiệp chính trị của nguyễn minh chiết còn xa mới đạt được như người anh của mình Ngày 12 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Võ Văn Thưởng, khi đó là Thường trực Ban Bí Thư, đã dẫn đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Trong đoàn này có một nhân vật đi theo tháp tùng Võ Văn Thưởng, đó là Nguyễn Minh Chiết, con út của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nguyên Chủ tịch Võ Văn Thưởng là người đi lên từ thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và ông cũng từng là phó bí thư thường trực thành ủy thành phố này trước khi được điều ra Hà Nội làm trưởng ban tuyên giáo trung ương. Nếu Chủ tịch Võ Văn Thưởng ra đi giữa nhiệm kỳ này thì cánh miền Nam xem như chẳng còn ai trong tứ trụ. Theo một số nhà thạo tin, nếu thực tướng Lâm ngồi vào ghế chủ tịch nước và vị trí bộ trưởng bộ công an rơi vào tay tướng Lương Tam Quang hoặc là Nguyễn Duy Ngọc, thì khi đó sẽ có nhiều biến động lớn trên triều đình. Lẽ ra như dự đoán trước đó thì bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị có thể làm phó thủ tướng, chám vào ghế trống mà ông Lê Văn Thành để lại. Tuy nhiên cho đến nay thì vẫn chưa ai ngồi được vào chiếc ghế trống này, bên nào cũng muốn nâng đỡ người của mình và những vị trí quyền lực. Vấn đề là phe nào tạo được ưu thế thì sẽ thắng. Dù rằng chiếc ghế chủ tịch nước có rất nhiều biến động thời gian gần đây, song trong cuộc đua giành ghế tổng bí thư tại đại hội 14, ghế chủ tịch nước, một trong tứ trụ cho phép chủ nhân được hưởng suất đặc biệt, được phép ở lại nhiệm kỳ sau dù đã quá tuổi theo quy định. Đối chiếu với quy định số 214 quy đề TVK ngày 2 tháng 1 năm 2020 của Bộ Chính trị, cho thấy hiện nay chỉ có hai ứng viên đủ tiêu chuẩn ngồi vào ghế chủ tịch nước, đó là bà Trương Thị Mai và Đại tướng Tô Lâm. Theo giới phân tích, khả năng cao đại tướng Tô Lâm sẽ giành được ghế chủ tịch nước sau hội nghị Trung ương 9 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2024. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hiện là nhân vật số 2 trong bộ máy lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng. Chủ tịch Thưởng được đánh giá là một nhân vật trẻ tuổi và thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một câu hỏi đặt ra là tại sao chủ tịch Thưởng lại ra đi ngay trước cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 14. Được biết hội nghị Trung ương 9 sẽ giải quyết nhiều vấn đề quan trọng như giới thiệu nhân sự chủ tịch nước bầu bổ sung các ghế ủy viên Bộ Chính trị bị khuyết, kể cả chọn nhân sự cho chức vụ trưởng ban kinh tế trung ương. Theo giới phân tích, đây được xem là cơ hội duy nhất và cuối cùng để Bộ trưởng Tô Lâm có thể trở thành nhân sự đặc biệt ở lại Đại hội 14 hay không. Tướng Tô Lâm sinh tháng 7 năm 1957, sẽ 68 tuổi và ông sẽ quá tuổi theo quy định. Vì vậy nếu không trở thành chủ tịch nước trong thời điểm này thì ông Tô Lâm sẽ bắt buộc phải từ giã chính trường để nghỉ hưu sau đại hội đảng lần thứ 14 sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2026. Giới phân tích chính trị Việt Nam dự báo, từ nay đến hội nghị Trung ương 9 sẽ có những thay đổi lớn và bất ngờ trong thượng tầng chính trị Việt Nam. Có thể nói bà Trương Thị Mai là người phụ nữ nắm vị trí quyền lực cao thứ nhì trong lịch sử Đảng Cộng sản, chỉ sau bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Bà Ngân từng vào đến tứ trụ với vị trí Chủ tịch Quốc hội, còn bà Mai thì vào được nhóm lãnh đạo chủ chốt gồm 5 người ở vị trí cao nhất với chức vụ Thường trực Ban Bí thư. Nhiều nhà quan sát nhận định Trương Thị Mai được ưu ái giao cho chức này thời điểm chủ tịch võ văn thưởng nhậm chức chủ tịch nước và chiếc ghế thường trực ban bí thư bỏ trống cách đây một năm rất nhiều người muốn chám vào nhưng bà mai lại được trọng dụng hơn cả tướng lâm đã giúp bác trọng rất nhiều trong công cuộc đốt lò vì vậy rất được tổng trọng trọng dụng trong cuộc họp bất thường của bộ chính trị mới đây bà trương thị mai đã đệ đơn xin từ chức bà phát biểu tôi rất đau buồn cho đất nước tại sao gia tăng bắt bớ để tranh giành quyền lực và tống cán bộ và doanh nghiệp vào nhà tù trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thông báo việc bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, sẽ giữ quyền Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới thay cho ông Võ Văn Thưởng vừa bị miễn nhiệm. Đây là lần thứ hai bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ này. Tháng 1 năm 2023, sau khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Xuân đã giữ quyền Chủ tịch nước. Lúc đó bà Xuân đã giữ cương vị quyền Chủ tịch nước từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 2 tháng 3 năm 2023. Điều đáng chú ý là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Võ Văn Thưởng rời chính trường vì lý do khá chung chung và tương tự nhau, đó là chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu. Thưa quý vị, như vậy kể từ đầu nhiệm kỳ khóa 15, Quốc hội tổ chức 6 kỳ họp bất thường, trong đó có 2 kỳ diễn ra trong năm 2022, có 2 kỳ diễn ra trong năm 2023 và 2 kỳ vào đầu năm 2024. Nếu như kỳ họp bất thường lần thứ nhất bàn về những vấn đề liên quan đến đại dịch COVID-19 thì kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội cũng xem xét quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với hai đại biểu Quốc hội, phê chuẩn việc miễn nhiệm hai phó thủ tướng chính phủ và phê chuẩn bổ nhiệm hai phó thủ tướng chính phủ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục với sự đồng thuận, thống nhất rất cao. Ngay sau thành công của kỳ họp bất thường lần thứ hai, đã diễn ra liên tiếp hai kỳ họp bất thường lần thứ ba vào ngày 18 tháng 1 năm 2023 và kỳ họp bất thường lần thứ tư ngày 2 tháng 3 năm 2023 của Quốc hội khóa 15 hai kỳ họp tập trung vào vấn đề hết sức hệ trọng của đất nước, đó là công tác nhân sự. Ngay trong những ngày đầu năm 2024, Quốc hội đã tổ chức thành công kỳ họp bất thường lần thứ năm thông qua hai đạo luật đặc biệt quan trọng là luật đất đai sửa đổi và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, những nội dung được Quốc hội quyết định tại kỳ họp bất thường lần thứ năm có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược lâu dài là minh chứng cho tinh thần lập pháp vì dân. Kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền diễn ra ngay sau hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng chiều ngày 20 tháng 3. Tại cuộc họp này, Trung ương Đảng khóa 13 đã đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Với việc tổ chức kỳ họp bất thường sáng ngày 21 tháng 3, Quốc hội khóa 15 sẽ có 6 kỳ họp bất thường kể từ đầu nhiệm kỳ khóa 15. Đây là việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử 78 năm hoạt động của Quốc hội Việt Nam. Quốc hội khóa 15 cũng nhiều lần nhận định các kỳ họp bất thường đã trở thành bình thường nhằm đáp ứng đúng và chúng yêu cầu của đời sống kinh tế xã hội và nguyện vọng chính đáng của cử tri đẹp mặt. Trương Mỹ Lan quanh co hỏng trốn tội, dựa hơi có tỷ phú nước ngoài chống lưng. Nào ngờ toán nhân dân thẳng thường tuyên án kịch khung, khiến 85 bị cáo ngã quỵ, bùn rùn tay chân. Thưa quý vị, liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát vừa qua, trong phần tự bào chữa, bà Trương Mỹ Lan cho biết có tỷ phú nhà đầu tư nước ngoài muốn đem tiền vào SCB để giải quyết vấn đề tài chính. Xong, theo bà, điều kiện được đưa ra là họ phải gặp bà gặp cả lãnh đạo SCB cũ và mới. Ngay lập tức, hội đồng xét xử nhấn mạnh sẽ tạo điều kiện cho bà Trương Mỹ Lan nếu thật sự có tỷ phú nào muốn giúp các bị cáo khắc phục thiệt hại. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc gần 3 tuần xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo. Trong tuần qua, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hình phạt đối với 86 bị cáo, trong đó bà Lan bị đề nghị án dựa cột. Có khoảng 20 bị cáo cùng luật sư bào chữa cho họ trình bày quan điểm đối đáp lại luận cứ buộc tội từ cơ quan công tố. Sau khi bị đề nghị mức án dựa cột, luật sư của bà Trương Mỹ Lan cho biết bị cáo đã sốc trong ngày bị đề nghị án kịch khung. Bị cáo Trương Mỹ Lan tất thần tâm trạng, những ngày xét xử hôm sau bà đã bình tĩnh hơn. Nghiên cứu hồ sơ vụ án kỹ, ghi chép nhiều, tự bào chữa, bà Lan dẫn lại những quan điểm của Viện Kiểm sát nhận định. Trong quá trình xét xử, bà quanh co, chối tội, đổ tội cho nhân viên, cấp dưới rồi nói rằng bị cáo đau xót không quanh co. Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan bị cơ quan công tố buộc phải bồi thường 677.000 tỷ đồng kèm lãi phát sinh cho ngân hàng SCB. Tại tòa, bà Lan đồng ý đưa nhiều tài sản của bản thân để khắc phục thiệt hại vụ án. Đồng thời, trong phần tự bào chữa, bà Lan cho biết có tỷ phú nhà đầu tư nước ngoài muốn đem tiền vào SCB để giải quyết vấn đề tài chính. song theo bà, điều kiện được đưa ra là họ phải gặp bà, gặp cả lãnh đạo SCB cũ và mới. Ngay lập tức, hội đồng xét xử nhấn mạnh sẽ tạo điều kiện cho bị cáo Trương Mỹ Lan nếu thực sự có tỷ phú nào muốn giúp bị cáo khắc phục thiệt hại. Chủ tọa nói rằng nếu thực sự có tỷ phú nào thì hội đồng xét xử sẽ tạo điều kiện hết sức để họ gặp bị cáo Lan ngay tại trại giam. Bị cáo Lan bày tỏ mong muốn hội đồng xét xử hiểu cảnh khổ là bà dù bị tạm giam vẫn cố gắng mong hội đồng xét xử giúp đỡ bà các nhà đầu tư vào thì tạo điều kiện. Chủ tọa Phạm Lương Toàn nhắc bị cáo không cần trình bày lại mà chỉ cần thông qua luật sư có văn bản đề nghị gửi hội đồng xét xử tòa sẽ đáp ứng điều kiện tốt nhất. Ngoài ra, bà Lan cũng xin được giải tỏa kê biên tòa nhà 19, Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để giao lại cho con gái, bởi đây là tài sản mẹ bà mua cho Chu Duyệt Phấn, con gái bà Lan. Theo bà, tòa này đang cho SCB thuê làm trụ sở, nhưng hơn một năm nay, SCB không trả tiền thuê nhà, cũng không trả lại nhà. Bị cáo nói rằng con gái bà đang bế tắc, Trước đó bà Lan xin hội đồng xét xử xem xét việc giải tỏa kê biên căn biệt thự cổ diện tích gần 3.000 m2 tại số 110, 112 Võ Văn Tần, quận 3. Đây là căn nhà mẹ bà mua với giá 700 tỷ đồng nên bà xin giao lại cho con gái và gia đình bà trùng tu để bảo tồn di tích. Liên quan đến những sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trước đó Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước ngoài ra đại diện viện kiểm sát còn cho rằng bị cáo lan không hề ăn năn còn đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới và các bị cáo khác ở scb Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Đây là ngày xét xử thứ 10, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện quyền công tố, bắt đầu phần luận tội đối với 86 bị cáo trong vụ án. Theo đó, hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức, làm mất niềm tin của nhân dân. Quá trình điều tra, vụ án cũng đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị Bị cáo Trương Mỹ Lan, từ ngày bắt đầu diễn ra phiên xử ngày 5 tháng 3, bị cáo Trương Mỹ Lan liên tục phủ nhận hành vi phạm tội mà cáo trạng cáo buộc. Trong khi đó, nhóm lãnh đạo cán bộ SCB là những người am hiểu pháp luật, giỏi chuyên môn, thừa nhận tiếp tay cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút ruột ngân hàng. Tổng thiệt hại được xác định là 498.000 tỷ đồng. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm, bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước. Đây là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát nhân dân còn cho rằng bị cáo Lan không hề ăn năn, còn đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền và các bị cáo khác ở SCB, do đó cần nghiêm trị tương xứng với hành vi phạm tội. Vị đại diện nhận định, đến trước thời điểm tái cơ cấu SCB ngày 1 tháng 1 năm 2012, bị cáo Trương Mỹ Lan đã sở hữu trên 80% cổ phần của SCB thông qua công ty cổ phần tài chính Việt Vĩnh Phú và các cổ đông khác đứng tên thay. Đến năm 2018, tỷ lệ cổ phần SCB mà bị cáo Lan nắm là hơn 91%, với quyền lực cổ đông bị cáo Lan dễ dàng điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB ngay từ khi hợp nhất đến khi khởi tố vụ án trong những ngày xét hỏi vừa qua cũng giống như tại cơ quan điều tra bị cáo trương mỹ lan không nhận tội theo cáo buộc, sau khi hợp nhất ba ngân hàng thành ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan nắm giữ 91,5% cổ phần. Nắm trong tay SCB, bà Trương Mỹ Lan đã thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng này, sử dụng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác nhau, sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống, phục vụ cho mục đích cá nhân. Trong vòng 10 năm từ 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỷ đồng, trong khi các bị cáo nguyên là cán bộ nhân viên của ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngay cả bị cáo Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân đều thừa nhận hành vi phạm tội và khai làm theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan thì bà Lan vẫn một mực không nhận tội. Tại phiên tòa, bà Lan đã phủ nhận cáo buộc của tòa của viện kiểm soát. Bà Lan cho rằng bản thân chỉ nắm giữ 4,9% cổ phần SCB, hai người con gái mỗi người 5% và 30% là của cổ đông nước ngoài. Các bạn bè ở Việt Nam nắm 30%. Khi chủ tọa đặt câu hỏi nếu tất cả những người có cổ phần tại SCB đều khai là đứng tên dùm bị cáo, bị cáo giải thích gì về điều này? Bà Lan khai bạn bè của bị cáo là Việt kiều Canada, úc. Theo quy định không được đứng tên mua cổ phần nên phải tìm người Việt Nam đứng tên giúp. Trước lời khai này của bị cáo, chủ tọa đặt câu hỏi bị cáo nghĩ gì về việc cả chủ tịch hội đồng quản quản trị, tổng giám đốc, lãnh đạo cán bộ của SCB và tập đoàn Phạm Thịnh Phát đều khai làm theo chỉ đạo của bị cáo. Ngay cả các bị cáo của đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước đều khai trình độ quản trị của các lãnh đạo SCB là rất yếu, không theo quy định của ngân hàng nhà nước, phải làm theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn khẳng định mình không có nghiệp vụ ngân hàng, không hề điều chỉnh chỉ đạo gì về hoạt động của ngân hàng SCB. Về cáo buộc đưa người thân tín vào SCB nắm giữ các vụ quan trọng, bà Lan khẳng định những người ở SCB không phải thân tín của mình. Dù không nhận tội nhưng bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị dùng tài sản là bất động sản, công ty của mình gồm bất động sản, dự án cổ phần tại những công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để khắc phục hậu quả. Trong đó có tòa nhà Capital Police và khách sạn The World đều ở quận Ba Đình, Hà Nội. Tuy nhiên bà Lan lại xin giữ lại căn biệt thự cổ ở 112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vì lý do bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa cho Việt Nam. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc ngân hàng nhà nước được cử làm trưởng đoàn thanh tra SCB. Quá trình đó bà Nhàn và thuộc cấp phát hiện hàng loạt những sai phạm tại SCB. Biết sự việc bại lộ, bà Trương Mỹ Lan đã cho Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc và Đinh Văn Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, hiện đã bỏ trốn 4 lần tới gặp bà Nhàn để lót tay 5,2 triệu đô la, tương đương 130 tỷ đồng. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn thừa nhận có 4 lần đưa tiền cho bà Nhàn, trong đó lần thứ ba khi tới bà Nhàn không có nhà nên đã cho Văn mật khẩu, cửa nhà để đưa tiền hối lộ vào bên trong. Theo cáo buộc, giữa tháng 3 năm 2018, Thành và Văn lên phòng làm việc của bà Nhàn ở trụ sở cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng đưa cho bà này một túi quả cherry và một túi đựng 200.000 đô la, sau đó bà Nhàn mang số tiền này về nhà cất. Tiếp đó, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018, Văn và lái xe đã mang thùng xốp đến nhà riêng của bà Nhàn, trong đó một thùng đựng 1 triệu đô la, hai lần khác mỗi thùng 2 triệu đô la. Tại tòa văn khai, khi mang những thùng xốp tới nhà bà Nhàn, bị cáo nghĩ đó là trái cây, sau này mới biết đó là những thùng chứa tiền và do được đóng gói kỹ nên bị cáo không biết trong đó có bao nhiêu. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước cũng được SCB biếu 390.000 đô la. Các cán bộ khác trong hai tổ thanh tra đều nhận được quà từ bà Trương Mỹ Lan, người ít nhất là 1.000 đô la và 20 triệu đồng, người nhiều nhất là 20.000 đô la và 210 triệu đồng. Dù thực trạng tài chính của SCB rất nghiêm trọng, lẽ ra phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, chuyển cơ quan chức năng xem xét xử lý. Nhưng sau khi nhận tiền, bà Nhàn và ông Hưng và các thành viên hai tổ thanh tra đã bao che sai phạm thừa nhận hành vi nhận hối lộ 5,2 triệu đô la của lãnh đạo SCB, nhưng bà Nhàn lại khai khi Văn đưa tiền bà từ chối không nhận, nhưng vì Văn nói đừng làm khó Văn và tự làm khó bản thân nên bị cáo buộc phải nhận. Về việc bỏ qua cho SCB, bà Nhàn khai làm theo chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Hưng. Sau khi đó, ông Hưng khẳng định mình không chỉ đạo thuộc cấp, nhưng ông Hưng thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng và có nhiều lần nhận tiền qua của ngân hàng SCB vào những dịp lễ Tết. Vụ sát thủy bị bắt, phụ huynh APAC à mòi mòn ngóng cơ hội lấy lại tiền. Hơn 100 tỷ đã đi đâu, về đâu? Thưa quý vị, thông tin ông Nguyễn Ngọc Thủy, chủ tịch công ty giáo dục E-Group gọi là Sắc Thủy, bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây xôn xao cộng đồng phụ huynh học sinh của trung tâm Anh ngữ Apex Leader tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ tin tưởng vào cơ quan chức năng sẽ làm rõ các sai phạm của ông Nguyễn Ngọc Thủy, chủ tịch công ty giáo dục E-Group chị Nhung Ngọc, phụ huynh học sinh Abac Leader, cơ sở tên lửa cho hay, đây là tin vui nhất trong hai năm nay khi phụ huynh chờ đợi cơ quan chức năng vào cuộc. Phụ huynh đã bỏ biết bao công sức, dòng giá đi đòi tiền. Điều chúng tôi rất quan tâm hiện nay là còn cơ hội lấy lại tiền học phí đã đóng cho con nữa hay không. Còn chị Thu Hồng, phụ huynh cơ sở Lạc Long Quân, quận 11 đã tỏ ra không còn tin tưởng vào sự thành tâm hoàn tiền học phí của ông Nguyễn Ngọc Thủy từ lâu rồi. Do đó, chị cũng bỏ suy nghĩ đòi lại được tiền học phí. Xong các phụ huynh muốn làm tới cùng để không có hiện tượng trung tâm tiếng Anh mở ra, thu học phí rồi biến mất như thời gian qua. Cá nhân tôi rất vui và càng tin tưởng vào sự chặt chẽ và công bằng của pháp luật vì các phụ huynh đã mòn mỏi đi đòi tiền đóng của con, chị Hồng nói. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo ngày 26 tháng 2 của công ty cổ phần Anh ngữ APAC tổng số học sinh trên địa bàn thành phố học APAC là 11.295 em, bao gồm số học sinh đang học trực tiếp là 839, số học sinh bảo lưu kết quả là 6.072 học sinh, số học sinh rút phí là 4.384 học sinh. Số tiền học phí phải hoàn trả cho phụ huynh là hơn 108 tỷ đồng, trong đó APAC đã trả hơn 14 tỷ còn nợ hơn 93 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị còn nợ lương giáo viên và nhân viên đến tháng 2 năm 2003 với số tiền hơn 11 tỷ đồng và tiền thuê mặt bằng 9 tỷ đồng. Phía A Bắc đề xuất phương án từ tháng 1 năm 2005 đến tháng 12 năm 2005, mỗi quý trả 4 triệu đồng, chia đều định mức cho phụ huynh đến khi hoàn thành. Phần nợ còn lại chuyển tiếp sang năm sau. Từ tháng 1 năm 2025, mỗi quý sẽ thanh toán 4,5 triệu đồng cho đến hết. Sau khi xác thủy bị bắt, đại diện tập đoàn e -Group cho biết ông Nguyễn Ngọc Thủy đã tiến hành ủy quyền điều hành tập đoàn và công ty cổ phần đầu tư và phân phối eGame cho bà Nguyễn Thị Dung là thành viên hội đồng quản trị của công ty eGame, thành viên ban lãnh đạo của tập đoàn e -Group. Đồng thời, ông Thủy đã chuyển toàn bộ quyền sở hữu cổ phần, quyền cổ đông tại hai doanh nghiệp này cho bà Dung theo điều lệ công ty và theo pháp luật. Đơn vị này thông báo trong mọi tình huống, ban lãnh đạo luôn ưu tiên đảm bảo hoạt động ổn định tại các thành viên, trong đó có hệ thống trung tâm tiếng Anh Abac Leader để đảm bảo quyền lợi học tập của các học viên, của khách hàng, đối tác và các cổ đồng. Số phận những startup qua tay ông Nguyễn Ngọc Thủy Trong 3 năm tham gia sắc tanh, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã cam kết đầu tư hàng chục tỷ đồng cho 9 startup trên sóng truyền hình. Hiện chỉ có 4 trên 9 dự án còn hoạt động. Trước khi dính vào hoàng loạt lùm xùm tài chính, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn E-Group kiêm ABAC Học Đình. Công ty mẹ của chuỗi trung tâm Anh ngữ ABAC Leader từng nổi tiếng với vai trò nhà đầu tư khách mời trong sắc tanh Việt Nam. Ngày một đầu tiên, sắc thủy trở thành cá mập chi tiền nhiều thứ tư trong số 7 nhà đầu tư khách mời với số vốn cam kết lên tới 19,2 tỷ đồng. Tổng cộng trong 3 mùa tham gia 2017 đến 2019, sắc thủy đồng ý rót tiền vào 9 start-up với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Dù để lại không ít dấu ấn trên thị trường, hầu hết dự án nhận vốn từ Sắc Thủy đều sớm nở chóng tàn, bên cạnh vấn đề về chiến lược kinh doanh, một trong những nguyên nhân chính khiến các dự án thất bại là Covid-19. Soja Garden được coi là con cưng của Sắc Thủy khi nhận được số vốn lên tới 15 tỷ đồng, bao gồm quyền kiểm soát tài chính của doanh nghiệp lẫn sở hữu 45% cổ phần với 4 tỷ đồng và 11 tỷ đồng dưới dạng trái phiếu. Ngoài Soja Garden, một startup đình đám khác được Sắc Thủy đầu tư là Wii Đây là mô hình trò chơi giải đố vượt chứng ngại vật trong không gian kín. Sắc thủy đi ngược quan điểm của các nhà đầu tư khác và quyết định rót 5 tỷ đồng nhằm sở hữu 36% cổ phần. Tương tự Soya Garden, vốn đầu tư thực tế cho Wii Escape cao gấp nhiều lần và lên tới hơn 30 tỷ đồng. Đến năm 2021, Wii Escape sở hữu 8 cơ sở và trở thành hệ thống FK game lớn nhất cả nước. Do vậy, cuối năm này, dự án chính thức tuyên bố đóng cửa do dịch bệnh hoành hành theo CEO Nhân Vương, sau 2 năm gồng gánh, Huy đã làm hết những gì có thể. Dẫu vậy, chi phí mặt bằng quá lớn kèm tình trạng các cơ sở giải trí chưa được mở khiến dự án hệ thống lao đao. Bản thân lãnh đạo tại công ty cũng chịu cắt lương trong vòng 2 năm dịch. Một startup khác cũng từ giá cuộc chơi vì dịch bệnh là nhà hàng chay Pema. Trước đó sắc thủy từng bỏ ra 3 tỷ đồng để đổi lấy 80% cổ phần nhà hàng này. Thông báo trên fanpage hồi tháng 6 năm 2021, Chủ nhà hàng Chai Pema Lâm Thị Hoài cho biết phải đóng cửa nhà hàng trên đường Lý Tự Trọng, thành phố Yên Bái. Hai việc đầu tư gần 6 tỷ đồng để đổi lấy 15% cổ phần của nền tảng Umpala do ông Nguyễn Minh Thảo sáng lập cũng không thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Startup này được kỳ vọng tiên phong cho trò lưu quay và chia sẻ video của giới trẻ trước TikTok. Tuy nhiên, dự án nhanh chóng im hơi lặng tiếng sau sự xuất hiện của các đối thủ nước ngoài và chuyển hướng kinh doanh sang blockchain và tiền mã hóa. Ngoài các dự án kể trên, một số startup khác được thắc thủy hậu thuẫn như xe lăn đa năng VH cùng góp vốn với hai nhà đầu tư khác để đổi 1 tỷ đồng cho 36% cổ phần. Magic Pop đầu tư 550.000 đô la Mỹ cho 30% cổ phần cũng sớm biến mất. Trong khi đó, các dự án như Voluntary for Education cùng góp vốn với hai nhà đầu tư khác để đổi 2,7 tỷ đồng cho 36% cổ phần. Trẻ bưởi bóng nấu góp vốn cùng một nhà đầu tư khác để đổi 300 triệu đồng cho 30% cổ phần. cà Coffee 100% Enlist 5 tỷ đồng cho 45% cổ phần vẫn hoạt động. Dực lửa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương lọt top giàu nhất Việt Nam, dân ngớ người cán bộ lương 8 triệu, đưa cả họ vào làm quan, đại gia đình bày mưu biến đất nhà nước vào túi riêng rồi cao chạy. Thưa quý vị, sau đại án chuyến bay giải cứu với những bản đấu trí chấn động dư luận, Đứng đầu là cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, chúng tôi mới giật mình nhớ lại vụ án tương tự đối với cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa mới táo hỏa với những điểm tương đồng đến rủng rợt. Vụ đề án gây phẫn nộ khi một Thứ trưởng lại thẳng tay biến đất công thành đất tư rồi trốn sang nước ngoài tận hưởng cuộc sống như bà Hoàng. Được biết, bà Hồ Thị Kim Thoa, một cán bộ nhưng từng lọt tóp những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam, từ một nữ doanh nhân nhỏ bé vươn tới ghế Thứ trưởng, sau khi ăn hết của dân đã cao chạy ra bay, Trung ương cùng lúc phát lệnh truy nã toàn quốc và thông báo đến các nước khu vực xung quanh. Nhiều người thắc mắc, khối gia tài khổng lồ của bà và hai ái nữ vẫn còn nhờ nhơ ở đó thì thế nào? Không chỉ sở hữu số cổ phiếu khủng mà còn đang nắm chức vụ quan trọng tại bóng đèn điện quang. Cùng tìm hiểu ngay sau đây. Với chỉ đá cổ phiếu DQC và ADP của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương trên sàn chứng khoán ước chừng sở hữu gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, bà Thoa đứng tên sở hữu 78 tỷ đồng về khối tài sản khổng lồ trên của gia đình bà Thoa, công luận muốn biết bằng cách nào bà Thoa và gia đình có được số tài sản đó, cách kiếm tiền này của bà Thoa và gia đình có hợp pháp hay không, nguồn gốc số tài sản đó từ đâu. Nhìn lại điểm xuất phát của gia đình bà Thoa, toàn bộ gia đình bố mẹ cá nhân bà Thoa, hai em ruột và hai con đều là viên chức, công chức, học sinh trưởng thành vào doanh nghiệp nhà nước. Qua tìm hiểu, trước khi là lãnh đạo công ty bóng đèn điện quang, sau đây gọi là công ty điện quang không có tài sản gì là lớn. Khối tài sản cùng này đối với gia đình công chức như bà Thoa chỉ được hình thành trong thời gian dài nắm giữ chức quyền. Tháng 4 năm 2000, khi làm tổng giám đốc Điện Quang, bà Thoa trực tiếp thực hiện tiến trình cổ phần hóa công ty Điện Quang. Ngày 31 tháng 12 năm 2003, giá trị sổ sách của Điện Quang là 245 tỷ đồng. Nhưng theo quyết định ngày 10 tháng 11 năm 2004, do Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Bùi Xuân Phú ký chuyển công ty Điện Quang thành công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang DQC, vốn điều lệ chỉ là 23,5 tỷ. Đồng thời tại thời điểm này, Điện Quang còn được xóa khoản lỗ kinh doanh trên 28 tỷ để thực hiện cổ phần hóa. Tháng 2 năm 2005, Điện Quang cổ phần hóa bà Hồ Kim Thoa giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc DVC. Số cổ phần bà Thoa nắm giữ tăng theo các năm. Từ năm 2007, giá trị chỉ, chỉ 6,7 tỷ đồng, nhưng khi giữ chức thứ trưởng thì tới năm 2016, giá trị đã tăng lên 100 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Thoa còn nắm giữ cổ phần của cả công ty nhựa dạng đông RDP trong quá trình giữ chức quyền tại DQC để tăng cổ phần và Thoa đã dùng những thủ thuật chiêu trò đăng vốn điều lệ bằng trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc thưởng cổ phiếu đồng thời mua thêm hàng trăm nghìn cổ phiếu trong các phiên giao dịch trên sàn chứng khoán về vấn đề này cơ quan chức năng đã chỉ rõ bà Thoa mua cổ phần vượt mức quy định chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định của điều lệ của công ty hoặc vụ chuyển nhượng cổ phần đáng chú ý tại Điện Quang ngày 15 tháng 9 năm 2014, công ty đầu tư và kinh doanh vốn SCIC ra thông báo đã bán toàn bộ 3,9 triệu cổ phiếu với số tiền 179 tỷ đồng và hoàn tất việc thoái vốn tại DQC. Ngày 13 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa do đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Trước đó, vào tối ngày 10 tháng 7 năm 2020, bà Thoa bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước khi bị truy nã, bà Thoa được xác định hành vi đồng lõa với cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trong việc hô biến 6.000 mét đất vàng khu vực Hai Bà Trưng, thành phố Hồ Chí Minh từ tài sản nhà nước sang tay tư nhân. Vào năm 2016, bà Thoa từng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách về mặt đảng do có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thời gian giữ các chức vụ bí thư đảng ủy, giám đốc công ty cổ phần bóng đèn điện quang, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đèn điện quang tháng 1 năm 2004 đến tháng 5 năm 2010. Bà Thoa cũng bị ban bí thư miễn nhiệm chức vụ ủy viên ban cán sự đảng Bộ Công Thương và đề nghị Thủ tướng miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương do còn liên quan đến một loạt những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình cổ phần hóa bóng đèn điện quang và kê khai tài sản, thu nhập không đúng. Đến ngày 16 tháng 8 năm 2017, bà Thoa chính thức rời chức Thứ trưởng Bà Thoa từng có 18 năm gắn bó tại Bóng đèn Điện Quang trước khi bà về làm thứ trưởng, từ năm 2000 đến năm 2005 bà là tổng giám đốc công ty, từ năm 2005 đến năm 2010 bà là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, đến năm 2010 khi bà Thoa được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng tại Bộ Công Thương thì ghế chủ tịch và tổng giám đốc Bóng đèn Điện Quang được bàn giao lại cho em trai bà là ông Hồ Quỳnh Hưng cho đến nay.